Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ 5 của quá trình luyện chữ. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu làm sao để viết những chữ cái có chứa nét thẳng. Các bạn cần lưu ý, khi viết những chữ cái này, chúng ta cần phải viết nét thẳng đậm hơn, mạnh hơn và rõ ràng hơn những nét khác. Chúng gồm có 3 nhóm chữ. Nhóm thứ nhất gồm những chữ cái có chiều cao là ba ô ly, là chữ H và chữ L. Nhóm thứ hai gồm những chữ cái có chiều cao là hai ô ly, gồm có chữ T và chữ D. Và nhóm cuối cùng là những chữ cái có chiều cao là một ô ly, là chữ U và chữ M. Trước khi bắt đầu vào quá trình luyện tập, chúng ta hãy cùng dành vài phút để khởi động. Cách ngồi đúng tư thế, cách đặt vị trí của vở, cách cầm bút, cách sử dụng cánh tay và cách viết liền nét. Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về một con người tật nguyền, là một tấm gương vượt khó tuyệt vời, là một con người làm nên những điều kỳ diệu. Đó là nhà văn, nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, người viết nên số phận bằng đôi chân. Nguyễn Ngọc Ký sinh ra vào thời kỳ đất nước bị giặc Pháp xâm chiếm. Vào một đêm cuối đông, trong chiếc hầm núp giữa cánh đồng, cậu bé Ký bị cảm. Vì lần ốm này mà Ký đã bị liệt đôi tay khi vừa tròn 4 tuổi. Sau những ngày ốm liệt giường, Ký đã khỏe hơn, nhưng đôi tay trở nên nặng một cách kỳ lạ. Cậu không đủ sức để giơ nó lên nữa. Khi ra ngõ chơi, một người bạn vui mừng chạy đến ôm và kéo cậu đi, thì nó bất ngờ khi thấy tay cậu có gì khác thường. Ôi, sao tay Ký lại nặng thế này? Bọn trẻ chơi quanh đó súng lại, đứa sờ, đứa nghịch, và có đứa giật tay cậu bé một cái rồi bỏ chạy, kêu lên: "A, à, Ký què rồi chúng mày ơi! Ký què! Ký què!" Từ giây phút ấy, Ký thực sự hiểu ra rằng đôi tay của mình đã bị liệt thật rồi. Hai dòng lệ ứa trào, những cảm xúc bối rối và sợ hãi vây bám cậu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chỉ vài ngày trước thôi, đôi tay vẫn còn nguyên vẹn, mà giờ nó lại như hai cục thịt vậy. Từ đấy, Ký phải sống những ngày tháng buồn tủi, gò bó với đôi tay hoàn toàn bất động, như chú chim non đang lúc tập bay bị gãy cánh. Cậu suốt ngày quanh quẩn ở nhà, không chơi đùa được như trước nữa, chỉ biết chơi với con chó vàng nhỏ và một con mèo mướp. Cậu nhớ lắm những ngày tháng vui tươi, nô đùa thoải mái bên bạn bè. Nhớ lắm những ngày đôi tay của cậu còn lành lặn. Và cũng từ đó, mọi sinh hoạt của Ký đều phải nhờ vào bố mẹ và các chị. Năm Ký lên 7 tuổi, nhiều đồn bốt giặc ở quê đã được phá tan. Nhờ vậy mà làng quê trở nên đông vui, nhộn nhịp hẳn lên. Các lớp bình dân học vụ được mở khắp nơi. Có một lớp vỡ lòng được mở trong xóm, trẻ con nô nức đi học. Ký cũng muốn đi học. Vào những ngày đầu, cậu chỉ dám đến ngoài cửa lớp nghe cô giáo giảng bài, rồi cũng đọc bài theo khi nghe bọn trẻ trong lớp tập đọc. Vì rất thích đi học,
nên Ký đã nhờ bố đến xin cô giáo cho đi học và được đồng ý. Vì tay bị liệt nên bài vở của Ký đều được cô giáo ghi chép giúp. Cậu thấy rất bất tiện và cũng muốn có thể viết được như các bạn nên đã quyết định tập viết. Khi nhìn thấy trên những chiếc lá có những nét vẽ rất đẹp và tinh vi mà con chim gáy dùng mỏ để vẽ, cậu đã nảy ra ý tưởng dùng miệng để viết. Cách đó đã không thành công. Lúc đang chán nản không biết làm sao để viết được, Ký lại thấy những con gà ngoài sân, chúng đang dùng chân bới rác tìm mồi. Cậu liền nghĩ mình cũng có thể dùng chân để viết. Ký lao ngay vào luyện tập, từ những mẩu gạch non viết trên nền sân, sau đó mới chuyển sang dùng bút chì để viết vào vở. Việc tập viết bằng chân đối với Ký gặp rất nhiều khó khăn. Có lúc bực mình vì mãi không viết được, cậu quẳng sách và bút đi, nhưng rồi lại gượng dậy tập viết. Có những lúc hai ngón chân sưng lên và gây cho cậu những đau đớn, cậu vẫn nhắc mình phải tiếp tục. Cậu cố gắng rất nhiều, kiên trì ngày ngày luyện tập. Nhờ sự giúp đỡ của cô giáo và một người bạn thân, Ký đã có thể viết được bằng chân sau mấy tháng luyện tập. Chữ của cậu cũng ngày càng tiến bộ và đẹp hơn. Có những lúc khi thấy con trai loay hoay mãi mà không viết được chữ, bố cậu đã khuyên cậu nên bỏ cuộc. Người bạn thân giúp Ký tập viết cũng từng nói cậu nên bỏ đi, chắc chẳng bao giờ thành công. Những người hàng xóm cũng nói rằng làm sao có thể dùng chân mà viết được chứ. Nhưng Ký vẫn luôn tin rằng mình sẽ viết được và cậu đã chứng minh được điều đó. Không những kiên trì với những mục tiêu mình muốn, Ký luôn luôn nghĩ làm sao để có thể làm tốt nhất và cậu rất sáng tạo trong những lần mình làm. Thời gian học các môn thủ công từ đan lát đến khâu vá, Ký đều đã làm được. Lớp được chuyển sang môn thủ công mới, đó là cắt chữ. Gần đến ngày 19 tháng 5 sinh nhật bác, thầy giáo yêu cầu cả lớp cắt khẩu hiệu Hồ Chủ tịch muôn năm, riêng Ký thầy cho miễn. Nhưng với tinh thần tự giác và sự háo hức kỳ lạ, Ký quyết tâm phải cắt bằng được khẩu hiệu này và dự định sau khi chấm điểm xong sẽ mang về dán ngay dưới tấm ảnh bác ở giữa nhà vào đúng dịp sinh nhật bác. Dùng một chân không được, cậu chuyển sang cầm kéo bằng hai chân, nhưng như vậy thì không có chân nào giữ giấy để cắt thành chữ được. Bất lực, cậu nằm khóc. Sau đó, Ký lại thử cách cầm một mắt kéo bằng chân phải. Mắt kéo kia lại tựa xuống giường, chân trái cầm giấy. Nhưng khi cắt thì giấy lại không đứt do hai lưỡi kéo không nghiền sát vào nhau. Cậu nhờ bố bẻ cong lưỡi kéo, lần này đã cắt được giấy nhưng đường cắt luôn nham nhở vì phải dùng chân trái mở kéo sau mỗi lần cắt. Cuối cùng, Ký đã nghĩ ra cách bẻ thẳng lưỡi kéo trở lại và dùng gót chân trái điều khiển mắt kéo còn lại thay vì tựa vào giường. Với cách cắt này, Ký đã có thể cắt chữ theo ý mình. Những lúc ngồi cắt, cậu thỉnh thoảng nhìn lên tấm ảnh của bác và cảm thấy như bác đang động viên mình phải cắt thật đẹp. Sau nhiều lần cắt và chỉnh sửa, Ký đã hoàn thành xong bài thủ công và được thầy giáo cho điểm 10 trước sự ngạc nhiên vô cùng của các bạn trong lớp. Nhận bài về, cậu nhờ bằng bạn thân của mình bắc ghế dán ngay dưới ảnh bác. Mỗi khi nhìn vào khẩu hiệu đó, Ký luôn có cảm giác bác đang mỉm cười và nói với cậu: "Cháu hãy cố gắng nhiều nữa nhé." Trong thơ Tố Hữu có câu: "Thua ván này ta bày ván khác,
có can chi miễn được cuộc cuối cùng. Đây cũng là phương châm làm việc và học tập của Nguyễn Ngọc Ký. Cách này không được thì thử cách khác, và cho đến bao giờ hoàn thành được việc muốn làm thì thôi. Sau này, khi trở thành một nhà giáo, thầy Nguyễn Ngọc Ký cũng luôn có những sáng tạo, cách giảng bài rất độc đáo của mình. Thầy đã có 1.042 buổi giao lưu, nói chuyện, truyền đi niềm tin, nghị lực của mình đến với mọi người. Trong một chương trình có khách mời là thầy Nguyễn Ngọc Ký, khi người dẫn chương trình hỏi thầy: mọi người khi nhắc đến thầy Nguyễn Ngọc Ký thì hay nhắc đến những từ ngữ rất tuyệt vời. Thầy là người viết nên số phận, viết lên sự nghiệp của mình bằng đôi chân. Thầy nghĩ sao về nhận định này? Thầy Ký nhẹ nhàng trả lời: tôi rất xúc động về những nhận định đó. Nói như vậy cũng đúng nhưng chưa đủ. Theo tôi thì tôi đã dùng đôi chân cùng với khối óc và trái tim để viết lên cuộc đời mình. Chúng ta có xuất phát điểm hơn thầy Ký rất nhiều, vì vậy hãy cố gắng nhiều hơn nữa bạn nhé. Tôi mong các bạn sẽ viết lên những trang thật đẹp của cuộc đời mình. Tìm hiểu về cuộc đời thầy Nguyễn Ngọc Ký, tôi thấy bản thân mình thật may mắn. Tôi được sinh ra trong thời bình, được bố mẹ tạo điều kiện cho học hành đầy đủ và có một cơ thể khỏe mạnh. Tôi có rất nhiều điều kiện tốt và thuận lợi hơn rất nhiều người. Ấy vậy mà đã có lúc tôi không biết trân trọng những thứ mình đang có. Tôi thấy cuộc sống của mình sao mà nhiều khó khăn vậy. Tôi cũng đã từng hỏi bản thân, sao mình không được may mắn như người nọ, người kia. Và cũng thật may vì giờ đây tôi đã nhận ra giá trị của những thứ mình đang có, nhận ra suy nghĩ của mình trước đây thật quá hạn hẹp. Câu chuyện về thầy Nguyễn Ngọc Ký đã cho tôi rất nhiều bài học. Điều mà tôi cảm nhận được từ thầy Ký đó là tinh thần lạc quan và sự kiên trì sẽ làm nên những điều kỳ diệu. Thomas Edison sinh vào ngày 11 tháng 2 năm 1847, mất ngày 18 tháng 10 năm 1931. Ông sinh ra và lớn lên tại Mỹ, là một trong những nhà khoa học, nhà bác học lừng danh nhất lịch sử. Ông đã sáng chế ra rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng tới cuộc sống con người, nổi tiếng nhất là bóng đèn, máy hát, máy ghi âm. Trước khi qua đời, Thomas Edison đã nắm giữ tổng cộng hơn 1.500 bằng sáng chế trên thế giới. Thế nhưng ít ai biết được rằng ông đã từng bị đánh giá là đứa trẻ kém cỏi, thiểu năng. Chính lời nói dối của người mẹ đã giúp Edison có được thành công sau này, và đó cũng là câu chuyện kinh điển khi nói về cách dạy dỗ con thành tài. Tuổi thơ cơ cực bị chê ngu dốt. Tuổi thơ của Edison không hề trôi qua suôn sẻ và bình thường như bao đứa trẻ khác. Cậu bé kháu khỉnh nhưng thường bị chê là ngu dốt, thậm chí là thiểu năng. Có một lần, thầy giáo của Edison phải than phiền: Edison không chịu học hành hẳn hoi gì cả, chỉ toàn làm phiền người khác bằng những câu hỏi chẳng đâu vào đâu. Hôm qua cậu ta còn hỏi tại sao 2 cộng 2 lại bằng 4. 2 cộng 2 thì đương nhiên là bằng 4. Lại còn hỏi vớ vẩn gì nữa. Cậu ta chỉ làm ảnh hưởng xấu đến các bạn khác mà thôi. Vào khoảng năm 1854 đến năm 1855, khi ấy Edison chỉ khoảng 7 tuổi. Cậu bé từ trường trở về và hào hứng đưa cho mẹ là bà Nancy Elliot một tờ giấy của thầy giáo gửi về nhà. Edison nói với mẹ bằng giọng hồ hởi: mẹ ơi, thầy giáo bảo con đưa mẹ tờ giấy này. Bà Nancy nhanh chóng mở ra xem, nhưng vừa đọc dứt,
Nước mắt bà giàn giụa bật khóc nức nở. Tò mò không biết bên trong lá thư viết gì, Edison đã gạn hỏi mẹ. Lúc này bà Nancy mới lấy lại bình tĩnh, đọc cho con trai nghe. Con trai của bà là một thiên tài. Ngôi trường này và giáo viên của chúng tôi không đủ khả năng để đào tạo cậu bé. Bà hãy tự dạy dỗ con trai mình. Chính vì thế, Edison chỉ nhập học trường Post Huron, bang Michigan, Mỹ được đúng 3 tháng thì được mẹ cho tự học ở nhà. Chính tay bà Nancy đã dạy dỗ con trai học hành, đồng thời dạy con rất nhiều bài học cuộc sống quý giá khác. Mọi chuyện cứ trôi qua như thế cho đến khi bà Nancy qua đời vào năm 1871. Lúc này, ông Edison đã đạt được một số thành tựu đáng kể. Sự ra đi của người mẹ đã để lại nỗi mất mát lớn trong lòng ông, nhưng điều đó vẫn chưa là gì so với việc ông Edison vô tình khám phá ra sự thật về nói dối của mẹ mình năm xưa. Trong lúc dọn dẹp lại những tài liệu cũ của mẹ mình, ông Edison đã tìm thấy một mẩu giấy cũ xếp gọn gàng trong ngăn tủ. Tò mò mở ra xem, Edison vô cùng bất ngờ khi phát hiện đó là những dòng chữ của người thầy năm xưa ở trường tiểu học. Trong đó có ghi: con trai ông bà là đứa trẻ đần độn, chúng tôi không chấp nhận cho cậu ta đến trường nữa. Lúc ấy, Edison mới nhận ra những lời nói năm xưa của mẹ là nói dối. Bà Nancy đã cố tình làm vậy vì không muốn con trai tự ti, thất vọng và bỏ cuộc. Thực chất, Edison đã từng bị cho là có vấn đề về thần kinh và chậm phát triển. Mãi 4 tuổi mới biết nói, tưởng sẽ không thể sống tới tuổi trưởng thành. Sau này, ông cũng hay bị đau ốm và bị khiếm thính một bên tai. Tuy nhiên, bà Nancy không bao giờ bỏ rơi con trai mình và luôn đặt niềm tin vào ông. Khi Edison bị cả thế giới quay lưng, bà Nancy lại dùng tình yêu thương vĩ đại để động viên, nâng đỡ, đánh thức tiềm năng trong ông, gieo những hạt giống niềm tin để rồi chúng thật sự nảy nở, đơm hoa kết trái ngoài sức tưởng tượng. Nếu không có bà Nancy, không ai biết bao giờ thế giới mới phát minh ra bóng điện, máy hát. Sau này, ông Edison đã khóc rất nhiều khi nhớ vào câu chuyện trên và tự viết vào cuốn sổ của mình một cách trân trọng: Thomas Alva Edison là đứa trẻ đần độn, nhờ người mẹ anh hùng mà đã trở thành thiên tài của thế kỷ. La 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 la
Chúc mừng các bạn đã hoàn thành ngày thứ 5 của quá trình luyện chữ. Gia đình các bạn đã tổ chức cuộc thi viết chữ đẹp hay chưa? Nếu chưa, bạn hãy làm ngay đi, vì nó sẽ làm cho việc tập viết trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Hãy biến việc rèn chữ từ gánh nặng thành niềm vui. Trong ngày thứ 6 của quá trình luyện chữ, chúng ta sẽ tập viết những chữ cái có chứa nét tròn.